Hai chào anh em vào xỉa lớp mình nhà Tà Lùng X8. Tôi quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Bên cạnh xe vừa mới đang nô nức háo hức với vòng đua lần 2 Major, cùng đợt tới sẽ là võ sĩ mới. À không, xe vừa mới này đợt tới cũng sẽ được tham gia vòng quay võ sĩ mới, nhưng Major lần 2 thì chưa được tham gia do chưa đủ số ngày. Do các bạn yên chí thì các bạn chỉ cần đợi thêm ngày mai nhá. Nếu mình nhìn không nhầm mà đợi thêm ngày mai nhá. Đấy là các bạn sẽ ngày số 9 à? Ừ đúng rồi, hình như là thế, mình gấu trong ngày mai nhá, là sẽ được bắt đầu của con quay mèo đầu tiên nhá. Sau đó khoảng tuần thôi các bạn lại quay mèo thêm con mèo phát nữa. Đấy, gọi là mèo kép các bạn, mèo thần tài ấy, máy kéo ấy, nhưng mà gì đâu. Đấy. Thì còn đâu, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một cái event rất là hay của server mới cho những bạn không chơi, còn công chơi ở server mới thì công ấy biết rồi. Đó là ngoài event điểm danh lửa tháng để nhận được Acquisition và Instinct và event 7 ngày để các bạn có thể cơ hội nhận được tới sấp xỉ 100 mảnh Omega Rugal. Ví dụ như nhạc này thì sẽ chỉ nhận được khoảng 70 mảnh Omega Rugal do hoàn thành được có 70% thôi, thì 150 mảnh thì mới ghép được đúng không? Đấy, thì bên trong này người ta sẽ cho một cái event để chúng ta có thể lấy lốt 80 mảnh Omega Rugal còn lại các bạn ạ, hợp lý phải chưa? Đó chính là cái event đâu rồi, khá nhiều event thì mình review từ phải qua trái các bạn nhá. Thứ nhất là cái không, event này không liên quan, đó là cái event đây gọi là lạp Tobac for Rewards với mốc là 135 kim cương 5 trên 7 ngày. Thì đây mình vừa làm rồi nhận luôn đi. Ngày 1 thì chúng ta sẽ nhận được 20 mảnh Omega Rugal kèm theo vật phẩm khác quan trọng. Ngày 2 cũng thế, 20 mảnh Omega Rugal luôn. Ngày 3 thì sẽ là skin của Omega Rugal. Ngày 4 sẽ 20 mảnh và ngày 5 20 mảnh. Kèm theo đó là được thêm một cái hồn vũ khí của Omega Rugal. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là cái event này thì các bạn nạp 675 kim cương sẽ tương đương với một gói siêu lợi tức lại ứng với 15 đô đấy, thì các bạn sẽ nhận được tới một hồn vũ khí Omega Rugal, skin Omega Rugal và 80 mảnh Omega Rugal để kết hợp với cái nhiệm vụ 7 ngày sẽ lắp ghép hoàn chỉnh một con Omega Rugal 4 sao. Server mới mình cho rằng đấy là điều vô cùng giá trị. Đấy, rất là dễ để cho các bạn có thể nói là đánh map, vượt phó bản, tranh đoạt rồi là đánh nhau trong đấu trường đó, đúng không? Đấy, rất là ngon, mình cho rằng rất là ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể kích hoạt được luôn siêu lợi tức nha. Đang làm video không? Đúng không các bạn? Đấy, ngoài ra ở bên pack ở bên cạnh này đấy, nó sẽ có một cái event nữa. Nó gọi là event thôi nhá. Chỗ này thôi bỏ qua không quay các bạn nhá. Nó sẽ gọi là một cái event, nó gọi là event là 45 kim cương trong vòng 3 ngày. Bạn nào ở xem vào thì biết. Đấy, mỗi ngày 45 kim cương 1 đô thôi các bạn ạ. Đấy. Nó được ăn trùng luôn vào cái event này. Đây là nạp tới tận 135 kim cương rồi mà. Cái kia chỉ cần 45 kim cương thôi. Thì các bạn nạp 1 mà được ăn 2 event. Thì các bạn sẽ nhận được một số lượng mảnh. Còn Gonit 4 sao các bạn ạ. Gonit nhá. Còn Gonit. Đấy thì các bạn. Đấy, nói chung xem vào mới là rồi ngon. Và vẫn kích hoạt siêu lợi tức các bạn nhá. Nạp hết event này là kích hoạt siêu lợi tức. Event quá ngon cho anh em nào chơi server mới. Đấy, ok. Và bạn nào nạp thì inbox ơi. Đâu quảng cáo thế thôi.